Khi nói đến CO2 thì hầu như chúng ta đều nghĩ tới muối carbonate CO32 trừ và hiện tượng CO2 tác dụng với dung dịch kiềm như nước vôi trong, như bari OH hai lần hoặc các kiềm khác như NaOH, như KOH. CO2 tác dụng với dung dịch kiềm không những liên quan tới các bài tập vô cơ như nhiệt phân muối carbonat, như muối carbonat tác dụng với dung dịch axit hoặc dùng CO khử các oxit đứng sau nhôm trong giải hoạt động hóa học, hoặc dùng CO khử các oxit kim loại đứng sau nhôm trong giải hoạt động hóa học thành kim loại, thì sản phẩm sinh ra cũng có khí CO2. Hoặc nghiên cứu tới nước cứng, độ cứng của nước, hoặc hiện tượng đóng cặn trong nồi hơi, trong ấm đun nước. Ngoài ra còn liên quan tới rất nhiều các bài toán đốt của hợp chất hữu cơ. Tại sao lại vậy? Vì hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon, do đó khi đem đốt chắc chắn trong hỗn hợp sản phẩm thu được sẽ có CO2. Để định lượng được carbon trong hợp chất hữu cơ bắt buộc phải định lượng CO2, mà đã định lượng CO2 không còn một cách nào khác, đó là cho CO2 hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong. Chắc các em đã hiểu điều này vì các em cũng đã làm các bài tập về toán đốt hữu cơ. Do đó chúng ta sẽ nghiên cứu sâu về hiện tượng CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Thầy và các em cùng nghiên cứu các dạng bài về CO2 tác dụng với dung dịch kiềm hoặc hỗn hợp dung dịch kiềm. Với dạng 1, đó là sục CO2 vào dung dịch nước vôi trong. Cái vấn đề đặt ra ở đây đó là thầy rất muốn cho các bạn biết nước vôi trong là gì. Thực ra các bạn đều hiểu rằng canxi OH hai lần là nước vôi trong. Nhưng nước vôi trong được hình thành như thế nào và xuất phát từ điểm nào mà có được nước vôi trong? Hiện nay